Vợ chồng Diễm Hương có ý định tặng giày, Phan Văn Đức lập tức có câu trả lời cực đáng yêu. Cầu thủ Phan Văn Đức vừa có màn khoe dép lầy lội trên trang cá nhân, thu hút đông đảo dư luận chú ý. Vừa qua trên trang cá nhân, cầu thủ Phan Văn Đức khoe hàng hiệu lầy lội, thu hút hàng chục nghìn tương tác. Cụ thể, nam cầu thủ xứ Nghệ đăng hình ảnh đôi dép màu đen có gắn nhiều họa tiết, kèm theo dòng status hài hước. Nghe đồn có bạn thanh niên mô đi giày rách chắc không phải Đức mô nã. Đức đáng yêu ri cơ mà. Cách đây không lâu, giới báo chí từng khui ra cầu thủ Phan Văn Đức chỉ trung thành với đôi giày rách, đồng hành với anh trên khắp các sân cỏ. Bên cạnh những màn thể hiện xuất sắc được nhiều người yêu bóng đá đánh giá cao về chuyên môn, kỹ thuật, thì Phan Văn Đức còn khiến khán giả sửng sốt thích thú bởi câu chuyện về đôi giày may mắn. Tiền vệ Sông Lam Nghệ An thường xỏ đôi giày màu xanh chơi trong hiệp 1, nhưng lại đồng hành cùng một đôi màu tím khác trong hiệp 2. Kỳ diệu hơn, đôi giày màu tím còn thường giúp anh chàng kiến tạo và ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Đối với Phan Văn Đức, đôi giày rách là vật bất ly thân trên mỗi trận thi đấu, giống như một vật mang đến may mắn cho anh. Chia sẻ về sự thay đổi này, Đức cọt tâm sự: "Tôi có hai đôi giày luôn mang bên mình, một đôi xanh và một đôi tím. Trong đó đôi tím luôn mang lại sự may mắn và đôi này tôi hay đi nhất. Tôi không dám mang đôi màu tím ngay từ đầu vì nó đã bị rách một phần nhỏ. Nếu đá cường độ kiểu này thì sẽ dễ bung ra. Do vậy tôi đi đôi màu xanh trước, rồi sang hiệp 2 mang đôi màu tím. Hy vọng đôi màu tím sẽ chịu đựng được hết AFF Cup 2018 và nó sẽ giúp tôi tiếp tục gặp thêm may mắn." Phan Văn Đức đi giày xanh trong hiệp 1, rồi chuyển sang giày tím trong hiệp 2, tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn mang lại may mắn cho anh chàng. Sau khi đọc được thông tin này, chồng của Hoa hậu Diễm Hương đã đề nghị được tặng giày xịn cho chân sút trẻ tài năng. Anh đăng bài trên trang cá nhân và nhờ bạn bè liên lạc để gửi món quà tới Phan Văn Đức. Theo như anh chia sẻ, thì số tiền mua giày được trích từ tiền tiết kiệm đi du lịch của cả nhà. Hai cha con mình đã đập heo cho chuyến du lịch cuối năm của cả nhà để mua đôi giày này, chỉ để dành tặng cho người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam Phan Văn Đức. Hy vọng em sẽ yên tâm đá và không còn lo lắng vì điều này nữa, đã có cha con Noa lo. Cả nhà ơi, có ai có thể chỉ giúp mình cách nào để có thể bạn Phan Văn Đức có thể nhận được ạ? Chồng của Hoa hậu Diễm Hương muốn được tặng giày cho Phan Văn Đức. Đáp lại tình yêu thương của các phóng viên và cổ động viên, Phan Văn Đức đăng đàn một cách hài hước để troll lại. Thật ra đôi dép Văn Đức mang chỉ có giá trị vài chục nghìn đồng, anh chàng quý đăng đàn như vậy nhằm mang niềm vui đến cho mọi người. Ngay dưới bài đăng của nam cầu thủ trẻ, hàng chục nghìn khán giả để lại bình luận không đỡ nổi. Các fan thích thú thể hiện khoảnh khắc chip moment với cầu thủ. Nhiều người lại cổ động, động viên tinh thần cho cầu thủ trước trận chung kết hôm nay. Số khác lầy lội hơn quyết định khai sinh ra một thương hiệu dép mang tên Đức Cọt. Qua sự việc này, một lần nữa khán giả thấy được con người chân chất và dí dỏm của Phan Văn Đức. Cầu chúc cho nam cầu thủ và đồng đội sẽ có phần thể hiện xuất sắc trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup hôm nay, mang lại vinh quang cho chiến thắng Việt Nam.